Sáng mùng 9 tháng 11, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022 cho cán bộ công chức viên chức trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng tại Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn. Trong thời gian tham gia tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung gồm triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng như luật thi đua khen thưởng, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ khen thưởng, Hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng Trung ương của tỉnh về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định xét tặng danh hiệu vì sự phát triển Thanh Hóa. Hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Sở Nội vụ về khen thưởng thành tích trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu qua hội nghị tập huấn nhằm phổ biến trang bị thêm những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng và các nội dung liên quan khác nhằm giúp cán bộ công chức viên chức làm tốt công tác thi đua khen thưởng vận dụng vào thực tế trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tổng kết đánh giá bình xét các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng đúng quy định